Chào các bạn, chào bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dây điện phát sáng. Thì ở đây mình có 3 loại, đó là màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh lá cây. Thì ở trong lõi của cái dây điện phát sáng này, nó là cái chất phát quang. Thì để mà sử dụng được nó, các bạn cần phải chuẩn bị thêm một cái bộ nguồn. Thì ở trong bộ nguồn này nó đã có một cái mạch chuyển đổi và mạch điều chỉnh hiệu ứng. Và có cái đầu rắc nguồn, đầu rắc ra nối vào cái dây ở đây. Thì mỗi một cái bộ nguồn này các bạn có thể sử dụng được từ 1 đến 5 mét, tức là 1 đến 5 mét dây này. Bộ nguồn này thì sử dụng hai cục pin 1,5V AA này. Cái dây điện phát sáng này các bạn có thể ứng dụng nó vào trong cái công việc như trang trí, làm biển quảng cáo, hoặc là gắn lên các cái bộ trang phục biểu diễn thời trang. Đặc biệt nhất là các bạn có thể gắn nó lên xe máy hoặc là xe ô tô, thể hiện phong cách riêng của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái dây này lên cái ba lô. Ở đây mình lấy luôn cái ba lô của mình để làm chuột bạch. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái dây điện phát sáng này lên cái ba lô của mình. Đây. Thì ở đây mình sẽ sử dụng súng bắn keo để gắn cố định vào keo nến đấy. Các bạn có thể dùng kim chỉ để gắn cố định cho nó thẩm mỹ hơn. Ở đây mình sử dụng màu đỏ trước này. Rồi, thì ở đây mình đã lắp xong cái mặt trước của cái ba lô này. Bây giờ mình sẽ test thử đó. Kết nối với lại nguồn này. Bật lên. Đó. Thì để mình tắt điện nhé các bạn. Đấy, thì bây giờ mặt trước ba lô của mình đây màu đỏ, các bạn có thể chỉnh hiệu ứng này bằng cái phím bấm vào đây này, cạnh cái đèn này. Tắt cái đèn kìa. Đấy, nháy liên tục rồi. Tắt này. Nhấy chậm nữa, nhấy nhanh này. Thì các bạn có thể vẽ các cái hình tùy thích theo cái sở thích của các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gắn thêm cái màu xanh vào cái mặt đằng sau của ba lô. Vừa xong mình đã test cái mặt đằng trước ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái dây màu xanh đây vào cái quai đeo ở đây và cái xung quanh. Thì ở đây mình đã khoét một cái lỗ và hy sinh nghệ thuật tí để nhét cái dây ở bên trong, cắm nguồn ở bên trong.
mình cũng sử dụng số mắt keo. Thì ở đây mình đã tiến hành gắn cái dây màu xanh vào cái quai đeo đấy. Và một đường đi ra đây về đằng trước và vẽ một cái hình trái tim đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn và chạy nhiễu nào, test nào. Đây, sử dụng hai cục pin này. Để mình thay cục pin mới. Cấp nguồn và dây màu đỏ này. Thì một cái cục này các bạn có thể thắp sáng được từ 1 đến 5 mét này. Bỏ vào trong. Đến dây màu xanh này. Đây, màu xanh này. Rồi. Các hiệu ứng này. Ở đây thì có 3 hiệu ứng: rồi nháy nhanh sáng, và nháy chậm và nháy nhanh. Thì trên đây mình vừa giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn lắp đặt về cái dây điện thắp sáng và cái bộ nguồn cho nó. Thì các bạn hãy tạo một cái phong cách riêng của các bạn từ cái sản phẩm này. Rồi. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, share và subscribe.